Thưa quý vị và các bạn, nếu là người yêu thích trải nghiệm và muốn khám phá tìm về với thiên nhiên núi rừng hoang sơ thì suối Nội Ồi chính là một trong những địa điểm lý tưởng mà các bạn không nên bỏ qua mỗi khi ghé đến với Ninh Thuận. Ngay bây giờ thì hãy cùng Hoàng Phát ghé thăm con suối nổi tiếng này nhé. Nằm sát với vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 40 km, suối Nội Ồi là dòng suối thuộc hệ sinh thái vườn quốc gia Núi Chúa. Tới đây, bạn có thể thỏa thích khám phá thiên nhiên. Suối Nội Ồi là một con suối hoang sơ, gần như chưa chịu nhiều tác động của con người, nên cảnh sắc ở đây rất nguyên vẹn, khiến cho bạn có cảm giác như được hòa mình vào chốn thần tiên, tách biệt với cuộc sống ồn ào nơi phố thị. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Phát đang có mặt tại cây cầu treo. Du khách muốn tới được suối Nội Ồi thì phải đi qua cây cầu này, vì đây là con đường duy nhất dẫn ta đến với suối. Chính vì thế mà ở đây thì có rất là nhiều du khách để mà tận hưởng bầu không khí trong lành, thả hồn cùng với mây gió và cho ra đời những bức ảnh check-in hết sức độc đáo và ấn tượng. Qua khỏi cây cầu treo, leo lên con dốc gập ghềnh lát đá, con đường ngược dốc ấy đưa du khách đi xuyên hai bên cánh rừng vùng đệm của vườn quốc gia Núi Chúa. Càng lên cao, du khách càng nghe tiếng nước chảy róc rách ở phía trước, tiếp đó là những tán cây cao. Tới đây, không khí nóng bức đã nhường chỗ cho bầu không khí mát mẻ trong lành. Trong chốc lát, du khách đã đối diện với suối Nội Ồi. Hiện ra trước mắt chính là dòng chảy trong xanh, ẩn mình giữa không gian núi rừng xanh mướt. Ở đây có thể nghe cả tiếng chim hót giữa rừng, tận hưởng âm thanh vang vọng của đất trời. Thưa quý vị và các bạn, ở đây thì có rất là nhiều tảng đá lớn và nhiều người ví nó như là những chiếc giường đá ẩn nấp trong những tán cây rừng. Chính vì thế mà nhiều du khách chọn cách thư giãn bằng cách là ngã lưng trên những tảng đá này để cho hơi đá mát lạnh thấm vào người. Nước suối thì trườn qua người giống như là những động tác massage, không gì khoái khoái và dễ chịu hơn. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Phát thấy là ở đây có rất là nhiều bạn trẻ chọn suối Nội Ồi để mà là nơi lý tưởng để dã ngoại. Chính vì thế mà chúng ta hãy cùng đến để mà làm quen với một số bạn ở đây nhé. Hoàng Phát xin được chào các bạn ạ. Hoàng Phát thấy là ở đây là các bạn đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn. Thì không biết là mình đã tới đây lâu chưa và mình có khó khăn trong việc di chuyển tới đây không ạ? Em mới tới đây hồi sáng ạ. Đường xá ở đây thì rất là đẹp, tụi em chạy không có bất kỳ bất cách trở gì hết. Còn đồ ăn em di chuyển lên đây thì em chuẩn bị từ hôm qua. Và nếu mà lên đây thì thực chất là không có cần đem đồ ăn đâu, vì người dân xung quanh đã bán đồ ăn sẵn rồi, mình chỉ có việc lên đây và mua đồ ăn và cắm trại thôi. Vậy thì em thấy là phong cảnh ở đây như thế nào? Có là nơi lý tưởng cho em giống như em mong đợi khi trước khi đến đây không? Dạ, nó ngoài sức mong đợi của em luôn anh. Suối thì sạch, còn không khí thì thoải mái, còn người dân xung quanh rất là thân thiện. Em hỏi đường là người ta chỉ tận tình lắm luôn. Chúc cho nhóm các bạn có một chuyến ra ngoài thật vui vẻ và có những bữa ăn thật là ngon ạ. Giữa cái nắng gắt của mùa hè như một cách trốn chạy thì nhiều người thường tìm về suối nguồn trong mát để mà nghe tiếng nước róc rách, tiếng chim rạ rích và tiếng lá cây xào xạc. Tất cả như một bản giao hưởng của thiên nhiên hòa quyện với nhau và giúp cho mọi người thư giãn, xua đi mọi phiền muộn trong cuộc sống. Chính vì thế, nếu có dịp thì các bạn hãy ghé thăm suối Nội Ồi này nhé. Còn bây giờ Hoàng Phát xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những điểm đến tiếp theo.